Huyền Anh xin chào tất cả các con. Các con thân mến, ngày hôm nay cô Huyền Anh có đem đến đây một chiếc túi sách hình tròn rất là đẹp đấy. Các con có muốn biết chiếc túi sách đó sẽ trông như thế nào không nào? À, vậy thì các con hãy cùng nhau quan sát lên đây để chúng ta có thể nhìn thấy được chiếc túi sách đó sẽ trông như thế nào nhé. Tên tên. Và đây là chiếc túi sách hình tròn mà cô Huyền Anh vừa nhắc tới trong ngày hôm nay đấy. Các con nhìn xem, phía trước là có 3 trái tim và có cả những hình ngôi sao rất là đẹp đúng không nào? Và ngày hôm nay, cô Huyền Anh sẽ hướng dẫn tất cả các con làm chiếc túi sách này cùng với anh Phai nhé. Để làm được chiếc túi sách này thì các con sẽ cần phải chuẩn bị cho cô các nguyên vật liệu sau đây. Bi cứng màu và mút xốp kim tuyến, compa, thước, kéo cắt thẳng và kéo cắt cong, bút lông đen, bút chì và cuối cùng là súng bắn keo các bạn nhé. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào thực hiện nhé! Đầu tiên, các con sẽ vẽ cho cô một hình tròn với bán kính là 10cm. Sau đó, các con sẽ chập hai bìa cứng cùng màu chung với nhau và cắt theo đường đã vẽ. Chúng ta sẽ có được hai hình tròn với cùng kích cỡ. Tiếp theo, các con sẽ sử dụng phần giấy dư vẽ cho cô một hình chữ nhật với chiều rộng là 9cm. Sau đó đánh dấu cho cô cách lề mỗi bên là 1cm. Sau đó nối lại và cắt theo lề bên ngoài các bạn nhé. Tiếp đến, các con sẽ cắt cho cô các đoạn nhỏ đi vô trong giống như trong video nhé. Cắt ở cả hai bên, sau đó bẻ gập lại. Bẻ gập xong, các con sẽ bung ra. Vậy là chúng ta sẽ có được hai hình giống nhau đấy. Các con tiếp tục dùng súng bắn keo và nối dài hai phần này lại giống như cô Huyền Anh trong video nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục gắn phần này lại với phần hình tròn nhé. Các con quan sát kỹ trong video. Khi sử dụng súng bắn keo, các con lưu ý là phải thật cẩn thận nhé. Sau khi dán xong một bên hình tròn, các con tiếp tục gắn bên còn lại nhé. Và đây chính là phần thân giỏ. Tiếp theo là phần quai. Các con sẽ đo và cắt cho cô một sợi giấy bản 3cm. Các con sử dụng kéo cắt hình cong giống cô Huyền Anh để cắt nhé. Nếu như mà không có kéo cắt hình cong thì các con có thể dùng kéo thẳng cắt cũng được nhé. Các con cắt thêm cho cô 4 bản như vậy nữa. Chúng ta có tất cả là 5 bản. Sau đó các con sẽ dùng súng bắn keo và nối chúng lại giống như cô Huyền Anh nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ dán phần quai vào phần thân nhé. Tiếp theo là phần trang trí. Ở đây cô Huyền Anh sẽ sử dụng mút xốp kim tuyến vẽ và cắt 3 hình trái tim trên màu đỏ và màu vàng. Cô sử dụng thêm tờ giấy màu xanh để vẽ các ngôi sao, sau đó cắt cẩn thận ra. Người anh yêu, anh giọt mưa men.
Dùng sùng bánh keo để dán các hình này lên phần thân túi nhé. Cô sẽ vẽ thêm các hình tròn nhỏ ở trên thân túi nữa. Vậy là chiếc túi của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi đấy. Thêm một mẫu nữa cho tất cả các con cùng tham khảo nhé. Và đây chính là hai chiếc túi xách hình tròn mà cô Huyền Anh vừa hướng dẫn tất cả các con cùng thực hiện đấy. Một là hình trái tim, một là hình chú thỏ ngộ nghĩnh đáng yêu đấy. Và chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng hai chiếc túi xách này nhé. Đập 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 đi đập đi đập đập tiếng anh rơi đi đập anh cứ mưa mưa hoài này em nhỏ kia ơi ta từ xa tới đây để đem màu xanh tươi cho ngàn hoa lá cây tập đi tập đi tập 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 đi tập đi tập tập lá hoa rung rinh cười vui đắng khi mưa rơi rồi anh về nơi đâu anh giờ vậy là chỉ với một ít bìa cứng chúng ta cũng có thể làm ra được chiếc túi sách cực kỳ là xinh xắn và hữu dụng như thế này đúng không nào? Với chiếc túi sách này, chúng ta cũng có thể đựng được những vật dụng nhỏ hoặc là những đồ dùng cần thiết có thể đựng vừa trong đây đấy. Các con hãy thử ở nhà để làm cho mình chiếc túi sách cực kỳ xinh xắn và đáng yêu giống cô Huyền Anh nhé. Và video ngày hôm nay của cô Huyền Anh tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong các video lần sau nhé. Bye bye!